Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết, dự báo giá heo hơi ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022 có nơi tăng mạnh 3.000 đồng trên kg. Nghi nhận giá heo hơi tại miền Bắc đi ngang, trong khi hai miền Trung Nam đồng loạt tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng trên kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên giá heo hơi được thu mua với mức cao nhất cả nước 57.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc giá heo hơi ở mức 55.000 đến 56.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định giá heo hơi ở mức 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 52.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng trên kg lên mức 52.000 đồng trên kg và 53.000 đồng trên kg. Các địa phương như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận giá heo hơi đi ngang, hiện ở mức 54.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Nghệ An, Đắk Lắc, Bình Định giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Cụ thể, tại tỉnh Đồng Tháp giá heo hơi tăng mạnh 3.000 đồng trên kg, hiện được thu mua với mức 55.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Vĩnh Long, bạc liêu giá heo hơi đồng loạt tăng 2.000 đồng trên kg lên 55.000 đồng trên kg. Tương tự, giá heo tại tỉnh Bến Tre cũng tăng 2.000 đồng trên kg lên mức 57.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Cần Thơ, Trà Vinh giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg lên mức 54.000 đồng trên kg và 55.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau giá heo hơi ở mức 54.000 đến 55.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Long An giá heo hơi đang ở mức thấp nhất toàn miền 53.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Ngành chăn nuôi vượt khó. Theo Phó Cục trưởng chăn nuôi Tống Xuân Trinh, ngành chăn nuôi heo hiện phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường làm đứt gãy các chuỗi cung ứng và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, cung ứng nông sản. Ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do chi phí sản xuất, vận chuyển, cung ứng thực phẩm tăng cao, lợi nhuận người chăn nuôi giảm mạnh. Dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra ở nhiều địa phương. Chăn nuôi an toàn sinh học trong các cơ sở chăn nuôi heo vẫn chưa bảo đảm, dẫn đến dịch bệnh xảy ra phức tạp, nhất là ở các trang trại quy mô nhỏ và nông hộ. Nếu không cải thiện về chăn nuôi an toàn sinh học không nâng cao trình độ về kiểm soát dịch bệnh, tổng đàn heo sẽ biến động mạnh, gây mất cân đối cung cầu và khủng hoảng thiếu hoặc khủng hoảng thừa trong tương lai. Bên cạnh đó, việc tổ chức sản xuất chăn nuôi heo theo chuỗi ở nước ta còn yếu, thiếu bền vững, vẫn bị động trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, hiệu lực các cam kết trong hợp tác chăn nuôi theo liên kết dọc và liên kết ngang chưa cao và kém hiệu lực. Các mô hình tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị chưa nhiều, việc áp dụng quy trình sản xuất chuyên nghiệp hiện đại còn bất cập. Ngoài ra, việc ứng phó thông tin thị trường chưa tốt của người chăn nuôi cũng là hạn chế lớn gây nên nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất cũng như dự báo thị trường khiến hầu hết nông hộ còn bị động và phụ thuộc vào thương lái người tiêu thụ trung gian năng suất sinh sản của đàn nái còn khá thấp so với khu vực và thế giới chất lượng giống và sản phẩm chăn nuôi không đồng đều số lượng heo bản địa ngày càng suy giảm nguồn gen quý đang mai một dần việc phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp tích hợp đa giá trị ẩm thực văn hóa du lịch sinh thái và kinh tế trong chăn nuôi heo chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng để khắc phục những bất cập này thúc đẩy ngành chăn nuôi heo phát triển ổn định cục trưởng chăn nuôi dương tất thắng cho rằng cần thực hiện ngay một số biện pháp như triển khai giả soát quy mô đàn heo đánh giá chất lượng năng suất đàn heo nái theo điều kiện của từng địa phương để tổ chức chỉ đạo sản xuất phù hợp chiến lược phát triển chăn nuôi và quy hoạch kinh tế xã hội của từng tỉnh thành phố từng vùng sinh thái báo cáo của cục chăn nuôi cũng chỉ rõ nguyên nhân của việc liên tiếp tăng giá bán là do nguyên liệu tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và mới đây là căng thẳng Nga, Ukraine làm thiếu hụt nguồn cung. Dự báo của Cục Chăn Nuôi, mức cao sẽ duy trì và còn tăng đến hết năm 2022 do Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu sản xuất tê thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Theo thống kê, ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cần trên 33 triệu tấn nguyên liệu thức ăn tinh để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp trong năm 2021 con số này được dự báo tiếp tục tăng lên trong năm 2022. Trước đà tăng giá phi mã của giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, rất nhiều giải pháp được đưa ra như giảm thuế nhập khẩu, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thậm chí, Thứ trưởng NNPTNT Phùng Đức Tiếp còn kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi luôn có sẵn nguồn hàng nhập khẩu từ trước đó thì đừng vội tăng giá, phải chia sẻ gánh nặng này với người nông dân. Ông Nguyễn Công Bắc, chủ trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn ở Sơn La tâm sự. Ông đã chăn nuôi heo nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ bị dồn và thế khó như hiện tại. Giá thức ăn chăn nuôi tính đến nay đã tăng 11 lần liên tiếp. Còn tính từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 này, giá cám 3 lần điều chỉnh tăng. Cộng dồn mức tăng dịp này đã lên tới hơn 1.000 đồng trên kg. Trung bình một con heo ăn hết 1,7 đến 1,8 kg cám ngày, tức cả trang trại heo của ông tiêu thụ hết 20 đến 25 tấn cám ngày. Nếu chỉ tính phần giá tăng dịp này thì một tháng ông mất thêm 600 đến 750 triệu đồng giá thành chăn nuôi heo như vậy tăng lên đáng kể. Nhưng buồn thay, giá heo vẫn duy trì ở mức thấp mà còn có phần ế ẩm khó bán. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới tiếp tục tăng cao so với cuối năm 2021. Trong đó, giá dầu đậu nành tăng khoảng 22%, đậu nành tăng khoảng 21%, khô đậu nành tăng khoảng 16%, bắp tăng khoảng 9%, dẫn tới giá thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm thủy sản thành phẩm cũng tăng từ 3 đến 13%. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi từ các khu vực trồng chính trên thế giới. Sản lượng ngô và đậu tương của Mỹ và các nước Nam Mỹ, nơi sản xuất nông sản lớn trên thế giới đều giảm sau giai đoạn hạn hán nghiêm trọng kéo dài. Ngoài ra, giao tranh giữa Nga và Ukraine, nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất và thứ tư trên thế giới, đang tác động lớn đến giá ngô và lúa mì trên thị trường thế giới và Việt Nam. Hiện, nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam vào khoảng 28 đến 30 triệu tấn năm, trong khi 85% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Trong năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 10 triệu tấn ngô, 2 triệu tấn đậu tương, tăng cả khối lượng lẫn giá, đưa nhóm sản phẩm chăn nuôi nhập siêu 2,96 tỷ đô la Mỹ. Chính vì thế, biến động giá nông sản thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ cấu chi phí của ngành chăn nuôi trong nước. Theo thống kê của Tri Cục Chăn Nuôi, Thú Y và Thủy Sản tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 80.000 con heo. Tốc độ tái đàn của người dân rất chậm từ sau Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 đến nay. Nguyên nhân, chi phí đầu tư chăn nuôi ngày càng cao nhưng giá bán heo thịt lại thấp nên người chăn nuôi bị thua lỗ. Bên cạnh đó, bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trở lại cũng khiến người dân không mặn mà với việc tái đàn. Tại huyện Tân Hưng, mặc dù từ đầu năm 2022 đến nay, Bệnh dịch tả heo châu Phi không xuất hiện nhưng người dân vẫn ngại tái đàn. Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hưng, hiện toàn huyện có khoảng 260 hộ chăn nuôi với khoảng 5.400 con heo các loại. Trong đó, đa số là các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ, có quy mô chăn nuôi từ 50 con trở xuống. Thời gian qua, người dân ngại tái đàn do lo ngại dịch bệnh và thiếu vốn. Doanh nghiệp lớn đầu tư chăn nuôi an toàn sinh học. Số đông chuyên gia đánh giá, ngành chăn nuôi Nghệ An đang chuyển dịch đúng hướng theo hướng giảm dần hình thức nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại tập trung. Từng bước chuyển từ vùng đồng bằng, nơi có mật độ dân số cao lên khu vực miền núi, nơi mật độ dân số thấp lại có quỹ đất rộng, vừa đảm bảo phát triển kinh tế lại hạn chế nguy cơ tác động môi trường. Kết quả mang lại cho thấy sự khác biệt, tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Nghệ An liên tục tăng qua các năm, năm 2021 đạt 5,76%. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp thuần tăng khá, Năm 2021 đạt 47,94%, qua đó đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp. Phát triển vùng nguyên liệu để giảm giá thức ăn chăn nuôi. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo và gia cầm trong những năm qua, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp của nước ta đã không ngừng phát triển. Chăn nuôi an toàn sinh học giải bài toán giá vật tư chăn nuôi tăng cao. Từ 26 đến 28 tháng 3 tại Ninh Bình Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với FAO tổ chức lớp tập huấn thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi heo sinh sản. Lớp tập huấn được tổ chức tại Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Ninh Bình với sự tham gia của 21 học viên là cán bộ khuyến nông, cán bộ chuyên môn, cộng tác viên khuyến nông tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, trên địa bàn cả nước, nhu cầu tái đàn và sử dụng sản phẩm động vật tăng cao nên tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển, kinh doanh động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô, ngành nông nghiệp Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường, để bảo đảm công tác phòng dịch và an toàn thực phẩm, trạm phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển lợn về giết mổ tại cơ sở trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp không tăng giá thức ăn chăn nuôi. Tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi diễn ra ngày 18 tháng 3. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các doanh nghiệp sản xuất không tăng giá thức ăn chăn nuôi. Trước mỗi khó khăn, thách thức thì hệ sinh thái nhà nước, doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân cần gắn bó, chia sẻ với nhau để tạo sức mạnh chung. Rất mong các doanh nghiệp không vội tăng giá để chia sẻ cùng người chăn nuôi. Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi đang đối diện với rất nhiều khó khăn nhất là giá các loại vật tư đầu vào, thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi không tăng. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn vẫn diễn biến hết sức phức tạp và chưa có vaccine đặc trị, gây thiệt hại rất lớn cho người sản xuất, gián đoạn đà tăng trưởng chăn nuôi của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo